Họ có tổ chức việc liên quan trong gia đình hay chỉ tham gia những người đại dạng chùa thì công khai đúng tại pháp liên quan tại liên quan bị đồng bào bị tạ hãy đưa dịch covid này không có bệnh tử rất lớn mình tại sức nhỏ nhỏ thôi cho tạm chế là